Ok, vô kèo. Đánh 15 tới. Ông chứ 2 cây rồi lấy không? Thiên đập tốt. Lọt trắng. 1-0. Đang lưu Subu ở điểm số đầu tiên. Bóng tốt. Cái trọng tài mà. Lòng bên sạch. Đúng rồi, cái cãi. Hết đường. Hồng đập tốt. 2-1. Cho anh dính cây luôn. Hai một. Đầu người đánh cục rồi. Đánh cho hủ rồi. Qua Khánh ơi. Chuyền bóng lỗi của Khánh Sky. Con gà ông chùm lưới. 3-1. Quá tốt. Kết thúc. Thành đã bóng tốt. Mấy chưa nóng á? 2-3. Mới ra giữa khơi à, chú sao không? Dùng con, đây còn gần bờ tí. Bên tem Hồng Cơ Bắp đập bóng tốt, 4-2. Chạm tay trắng ra ngoài. Ba bốn. Thành sẽ bóng bay ra ngoài. 5-3. Quả bóng đã chạm vào đầu của anh Thiên đi ra ngoài. 4-5. Hồng Cơ Bắp tự sát tại bãi cát. 5-5. Cổ tay quá tốt. Khi nào về qua đi quánh coi. 6-5. Tem Nhân Nghĩa bỏ bóng ra ngoài. 7-5. Cái nào đang nằm mắt. Wow. Thiên đập bóng không có lưới. 6-7. Hồng Cơ Bắp tự sát tại bãi cát.
5 đều. Cổ tay quá tốt. Thế nào về qua đi quánh đúng rồi. 6 năm. Tâm Nhân Nghĩa bỏ bóng ra ngoài. 7 năm. Cái nào đang nằm bắt. Wow. Thiên đập bóng không có lưới. 6-7. Đập bóng tốt. 8-6. Trời, trời tốt. 7-8. Dùng bánh che lên rồi. Dùng bánh che. Dùng cu liêm biết quay rồi. Trắng bóng tốt. 8 điều. Không có bắp bỏ bóng tốt. Yếu lắm. May là chưa có 98. Chưa có máy đẩy nha, đẩy nó thôi khỏi khỏi vậy nổi luôn. Nó có máy để cho đậu mẹ lấy cái lần đẩy nó. Xuống gối luôn. Lấy cái lần đẩy nó. Khi liệt luôn. Bổ hết ra luôn. Thân 2-2 đập bóng tốt. 9 đều. Wow. Một trái trời anh đánh vào mép lưới. Chết một con chim. 09. 19. Không có bắp sạc bóng không có lưới. 10 điều. Chữ đẹp. Lại thêm một trái bỏ bóng tốt của Hồng, 35 kg. 1-0. Chiều 2 không tốt. Nhưng những pha xử lý sau đã rất là hiệu quả. Nghe chuyện không? Để tôi vô chuyện không? 11 đều. Không có bắp đọc bóng tốt. 12-11. Anh ta chỉ có 35 kg thôi quý vị ơi. Quá tốt. Tay à. Chưa là cú bắp quá thủng tay tưởng gì hai tay. Sau một pha bóng lộn xộn. Bên Thành đang. 12 đều. Hàng 6 đang lưu su bu. Hàng 6 đang lưu su bu nghe cái gì? 12. Sạc bóng ra ngoài. 13 điều.
xe đấu rất là cân. Thành đã bấm trên tay trắng. Trắng là trắng nữa rồi không? 14-13. Điểm cuối. Bảo lên ơi. Bảo đi. Cái cuối bảo. Trắng này ăn vô đi. Đó hư rồi. Không. Không. Đập bóng chạm tay trắng ra ngoài. Điểm số về cho Hồng Cơ Bắp. Cơ hội nè. 14 điều. Thời điểm. Đúng đâu. Bóng rất căng thẳng. Hồng đã bảo. Chuyền bóng Hồng. Xe này Hồng Cơ Bắp thắng nha anh em. 15-14. Đánh tiếp xe 2 luôn. Hai bên đổi sân. Trái 14 đều mà. Không. À cái kia. Bóng ra ngoài. Một pha trắng bóng một tay. Không hiệu quả. Một điều. Không để im luôn. Chị Tâm không? Sợ bóng quá khó chịu. Dây. Bóng chạm dây.